Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Thưa quý vị các bạn, một chiếc xe bán tải Whitechuck 2015 cực kỳ đẹp với nắp thùng nâng hạ tự động nhé các bác nhé. Xe vừa về cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô trong buổi chiều ngày hôm nay. Một chiếc Ford bán tải bản máy dầu 3.2 Whitechuck, xe cực kỳ đẹp, số tự động, gầm cao máy khỏe. Vâng, một dòng xe đẳng cấp đến từ thương hiệu Mỹ thưa các bác nhá. Ford Whitechuck là chiếc xe bản full của dòng Ford. Vâng, nói thật với các bác, như full thì cũng vậy thôi, nó thua Raptor. Thế nhưng mà với chiếc xe này thì bên em Vũ Duy Ô Tô vừa về cửa hàng thì thời điểm này rất nhiều người đang tìm kiếm những cái mẫu xe bán tải gầm cao mà nhiều bác có điều kiện thì các bác hay chơi những cái loại bản full. Thì đây là một chiếc xe bản full cho các bác với hai cầu điện, động cơ 3.2 cực kỳ khỏe khoắn, đạp ga phát ăn hết một, người ta gọi thường thường những cái con xe ăn xăng thì gọi là hết một bát phở. Còn riêng chiếc xe này đạp ga một phát thì nói thật các bác là đi đường các bác tính ra mất tầm khoảng 1.200 đồng trên 1 km với máy dầu 3.2. Ford Ranger Whitechuck là một dòng xe bản full với ghế điện rồi nội thất tươi đẹp. Đấy, và đặc biệt con này thì được chủ độ lên giá nóc điện tự động rồi các bác nhá. Với cái giá này thì nói thật các bác là cũng khá là nhiều tiền nữa. Vâng, khá là nhiều tiền với cái giá điện này. Đây em đang hạ giá đây. Vâng, cái giá này là nó bằng với nắp luôn. Và những ai mà người ta hay thích cái kiểu mà đứng hẳn trên đây để quan sát đấy ạ, thì cái này nó rất là tiện lợi luôn. Đấy, và khi hạ xuống rồi thì ta sẽ đặt cái này xuống. Đây các bác này. Ui giời, kín luôn. Và đây con này phải ấn sâu thêm tí nữa. Đấy, thế là kín luôn các bác nhá. Nắp thùng nổi kín luôn. Lắp điện. Và đây các bác nhìn này, xe này thì đảm bảo cho các bác nhá, không có đâm đụng, không tai nạn ngập nước, máy số còn ngon nguyên và chạy thì cực kỳ đảm bảo luôn các bác. Lắp thùng đằng sau, cánh đằng sau này, xe thì không có lỗi làm gì, và con này thì đằng sau đằng trước là zin luôn. Hệ thống đèn của xe là sử dụng đèn 3 tầng bóng đốt. Các bác có thể nhìn ạ, bầu đèn này rất là đẹp luôn. Và bản Whitechuck bao giờ nó cũng có ốp trông rất là khườm khì. Và đặc biệt là chữ Ranger các bác ơi, nhìn ai nhìn xa người ta cũng biết đấy, Ranger xịn sò. Con này các bác có biết thiếu gì không? Thiếu chữ K. Whitechuck mà thiếu chữ K thì nói thật là chưa hiểu nào. Đây các bác nhìn nào, bên kia là một chiếc XLS đấy các bác nhá. XLS này. Đấy, một chiếc xe bản số sàn một cầu. Còn bên này cùng đời đấy ạ. Vâng, bên này thì ta có ngay một chiếc Ford Whitechuck hai cầu, hàng xịn sò. Và đặc biệt là chủ cũ đã độ lên cái cản sau rất là hầm hố khờm khì, với mã lý móc treo đằng sau tời tải. Đây các bác nhìn này, móc cáp đằng sau đây nhá, tha hồ cho các bác thích đi phượt địa địa hình đấy ạ. Chiếc xe mang biển số 34C10863 là biển số ở thành phố Hải Dương. Cảm biến đằng sau cho các bác khi các bác lùi rất là yên tâm, vì dòng tải này nó dài đến hơn 5 mét. Thì khi mà các bác sử dụng những cái dòng tải xe này như thế này thì nó rất là khó kiểm soát về kích thước. Mình đi lại những chỗ chật hẹp thì rất cần những cái cảm biến này. Và chiếc xe này thì không phải là nó chỉ có cảm biến ở phía đằng sau, mà chiếc xe đều có cảm biến phía đằng trước luôn. Các bác nhìn phía đằng trước của chiếc xe có cảm biến luôn cho các bác nhá, cảm biến va chạm rất là nhiều luôn. Thế nên là các bác nào mà đi trong các cái khu vực loanh quanh chật hẹp, xe phía trước phía sau thì các bác cũng rất là tiện lợi luôn. Nó hỗ trợ cho các bác cái việc mà di chuyển trong những chỗ chật hẹp. Hệ thống đèn của chiếc xe thì sử dụng đèn bi cầu projector có đa điểm, hệ thống chiếu sáng kết hợp ổn định. Và cái dòng này thì pha là khá là sáng luôn cho các bác. Hệ thống đèn pha của chiếc xe thì các bác nhìn này, vâng, cũng là đèn cơ halogen thôi. Đấy, các bác nhìn nhá, vâng, bầu đèn thì đẹp mét căng. Và mắt đèn thiết kế rất là hài hòa luôn. Nó vuông vức và các bác có thể nhìn kỹ cái này. Thì các bác có thể nhìn là khi mà các bác nhìn cái mặt Catalang, đấy, nó cân đối luôn. Mặt Catalang sử dụng các cái thanh ngang bằng nhựa to bản dày dặn, trông rất là khỏe nhé các bác nhá. Đấy, cản dưới này, nhựa cản dưới đây. Đấy, em quay cho các bác rất kỹ càng. Các bác nào yêu thích chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô. Cửa hàng em tại Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Và đây các bác nhìn này, hệ thống đèn halogen của xe. Vâng, bầu đèn nó cũng hơi mờ một chút thôi, nhưng cái này thì bình thường các bác ạ. Vâng, 2015 đến nay là 6 năm rồi.
Xe cứng cáp chắc chắn như thế này thì không có cái gì mà phải lo lắng. Đấy, tôn vỏ dày dạn luôn các bác nhá. Tôn rất dày. Và kính còn zin, kính Pocomo zin luôn 2015. Đấy. Con này thì có 4 quả lốp Bridgestone 2019 các bác ạ. Vâng, thay một lần rồi, dàn thứ hai, còn như quả này là 2020 luôn này. 2020 với quả này. Đây các bác à. Đấy, không lại bảo em nói sai. Đấy, mới thay 2020. Xe lăn bánh được 9 vạn. Và đây các bác nhìn này, đèn gầm dưới này, ở trên này. Rồi lốp này, đấy. Hệ thống lốp đây. Cua lốp đây. Đấy các bác nhìn này, cua lốp này, đẹp chưa? Đấy, cua lốp này. Phần cua, phần giảm sóc rồi cũng như là phần sắt xi đây. Đấy, cứng cáp luôn. Vâng, cứng cáp luôn. Thế phần cản sau thì các bác nhìn nội em. Vâng, cản sau đây. Vâng, đấy. Cua này, các bác nhìn cua nhá. Rồi sắt xi này. Lốp này, con này sử dụng lốp đun lốp nha các bác nhá. Và các bác nhìn ạ, vâng, lốp vẫn còn dày. Khá chắc chắn cho các bác luôn. Một chiếc xe đẹp, vâng. Tất cả những cái trang thiết bị của xe thì vẫn còn mới và sử dụng thì hoàn toàn ok. Quả gương chiếu hậu của xe thì khá là to bản, dày dặn luôn. Đấy các bác nhỉ, vâng, gương kính thì chỉnh điện cục xe hết các bác nhá. Tay nắm cửa ốp nhựa Ranger, à, chắc chắn luôn này. Keo chỉ các bác nhìn này, đấy keo chỉ này, đấy, keo chỉ rất là đều luôn, đều đặn này. Đấy. Cửa kính điện lên xuống bình thường. Và con này có đề nổ bản quay chắc thì các bác nhìn này. Vô lăng tích hợp rất nhiều chức năng. Ví dụ như đây là các cái chức năng cài đặt ở trên màn hình phía đằng sau. Thế còn như thế này, đây là cái cruise control điều khiển ga tự động đối với một chiếc xe có số tự động. Rồi, bên này thì các cái tùy chọn, ví dụ như là điện thoại rảnh tay, tắt tiếng các thứ, âm menu các thứ là có hết ở đây. Gương kính điều chỉnh cục xe thì có luôn nhá. Em sẽ đề nổ cái này đã. Vâng, ta phải đề nổ chiếc xe lại lên. Vì cái dòng này thì nói là các bác chứ. Đấy, đề cái nó lên ngay. Máy rất là êm và khỏe luôn. Ghế điện này, ghế chỉnh điện đây các bác nhá. Đấy, ghế này, ghế chỉnh điện đầy đủ. Điều hệ thống đèn của xe thì là sử dụng đèn có auto luôn, hệ thống chiếu sáng auto. Đấy, đèn trên, đèn dưới và có cả đèn nắp thùng sau đây. Đấy. Một chiếc xe đẹp với lăn bánh được 9 vạn theo đồng hồ. 9 vạn 2. Đấy, đồng hồ 9 vạn 2 này. Và các bác để ý cho em là tay vô lăng của xe thì vẫn còn tương đối là mới luôn nhá. Tương đối là mới luôn với cái tay vô lăng như thế này. Và con này thì sử dụng màn hình sinh 2, hệ thống điều khiển sinh 2 các bác ạ. Vâng. Có định vị rồi, có dẫn hướng rồi các thứ luôn. Phần phía đằng trước táp lô này, các bác nhìn ạ. Vâng. Các bác nhìn ạ, vâng, trên táp lô rất là sạch sẽ luôn, có túi khí an toàn. Và riêng cái dòng Y-Track thì nó khá là nhiều túi khí an toàn cho xe. Hệ thống cân bằng điện tử, rồi hệ thống hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, khóa cầu cài cầu đây. Các bác nhìn ạ, vâng, và có hai cổng sạc 12V, cổng USB cho các bác luôn. Đấy, thế còn phần tay cần số thì các bác nhìn ạ, vẫn còn tương đối là mới. Tay cần số chắc chắn và tay phanh đây. Vâng, vẫn an toàn với hệ thống tay phanh đơn giản thôi. Một chiếc xe Y-Track nha các bác nhá. Ford Ranger Y-Track bản full. Nội thất bên trong xe là tông màu tối, trần nỉ được bọc tối luôn, trần nỉ là trần đen. Đấy, tông màu tối. Và nói thật các bác, những cái dòng như thế này hạng sang thì bao giờ người ta cũng thích tối tăm. Em thì em cứ thích sáng. Đấy, nội thất này. Da đẹp luôn. Đấy, khâu chỉ vàng óng nha các bác nhá. Vâng, chỉ khâu vàng óng luôn. Hệ thống kính điện này hoạt động hoàn toàn bình thường. Cái nắp thùng, bác cứ mở nắp thùng xem. Đấy, cái hệ thống cửa này. Đấy, cửa đây. Bên này thế này. Đấy, kính điện lên xuống hết nhá. Kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Đấy. Con này có nắp thùng điện. Đây, ấn như này thì nó sẽ tự động nâng. Đấy, vâng. Xe khá là hiện đại luôn. Đây, bên này thế này. Keo chỉ zin nữa các bác nhá. Đây keo chỉ zin luôn. Tappy đẹp này. Nội thất khoang sau này. Các bác nhìn này. Đấy, ghế da đẹp tuyệt vời. Vâng, xin lỗi em lại nhầm. Da phan nỉ. Đấy. Có hệ thống khóa trẻ em, khóa ghế trẻ em Isofix theo tiêu chuẩn châu Âu nhá. Phần sàn của chiếc xe, phần bậc để chân nhá, khá là chắc chắn. Đạp thì rung cả xe luôn. Và gầm thì các bác nhìn gầm này. Cao gầm thoáng máy luôn này. Đấy. Gầm cao thoáng máy.
máy nổ giòn. Wow. Và con này thì động cơ 3.2 tiêu thụ nhiên liệu thì căng căng một chút, nhưng mà em nói thật là còn tiết kiệm chán so với các cái dòng xe còn lại. Đấy, bản này là bản full kịch của cái dòng Ranger XLS với XLT. Đấy, máy dầu 3.2, động cơ sử dụng công nghệ Durator từ cái năm 2009 với cái máy của con Ford Fiesta. Đấy, và Ford Focus. Đấy, còn đây là các bác nhìn này, động cơ máy dầu 3.2 ngon lành cành đào có turbo, máy khô không lỗi lầm, xe thì đẹp cứng cáp, và con này thì cũng đã được dọn dẹp rồi nhá, về chỉ có việc đi thôi. Đấy, xe rất là sạch sẽ và cứng luôn. Phần đầu sườn ngang này, tai sườn bên này, đấy, các bác nhìn này, vâng, hoặc là tai đèn đây. Đấy, cứng cáp chắc chắn luôn. Tất cả các chi tiết của xe thì hài hòa. Thiết kế tổng thể của xe thì nhìn rất là hầm hố và cầm kỳ. Còn hệ thống keo chỉ à, các bác nhìn keo chỉ đều nhá. Vâng, có một số chỗ thì xì tút xì tát theo kiểu năm tháng rồi. Cái này bình thường thôi, không vấn đề gì. Hệ thống thảm chống ồn của xe dày dặn chắc chắn sạch sẽ luôn. Đấy, máy khô đóng cái thì gần như là rất là êm. Với dòng máy dầu cái độ tiếng ồn như thế này thì khá là cao. Còn các bác nhìn gầm trước này. Đấy, gầm trước, đằng trước này. Đấy, xe không đâm đụng, không có vấn đề gì thì bao giờ nhìn nó cũng cứng cáp như thế này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, chắc chắn luôn. Tất cả hệ thống nhíp cầu của xe thì có khả năng tải đến hơn 1,5 tấn. Thế nhưng mà cái này thì theo thiết kế nó chỉ để được có mấy tạ thôi các bác nhá. Vâng, có 7 tạ thôi. Xe chắc chắn như thế này, không mua thì để làm gì. Ui giời, đạp rung cả xe, nhưng mà phải nói con này chắc thật. Đấy, với cái giá tiền vừa rẻ vừa yêu thương, chỉ có 650 thôi. Thì em hỏi thật các bác, kiếm đâu ra được con xe ngon như thế này đâu ạ. Vâng, đặc biệt là bộ độ rung trung ly này. Đấy, rồi thùng này. Đấy, riêng cái bộ này các bác đã lời được gần 20 rồi. Vâng, rất là lời luôn cho các bác. La răng đúc thể thao nha các bác nhá. Con này sử dụng la răng 18 inch. Đấy, la răng đúc chắc chắn và la răng hãng luôn. À, các bác này. Đấy, một chiếc xe phanh đĩa hai bánh trước, tăng chống đằng sau, ABS cân bằng ổn định đầy đủ. Đấy, khung gầm bệ thì chắc, máy số thì ngon êm. Mời nhau vô lên xe, anh em ta đi về. Vâng, hôm nay em tuyển một nam tài xế đẳng cấp với kênh TikTok lên đến hàng triệu view. Vâng, đấy là hàng chất, người ta phải đi thử xem là nó như thế nào. Đi cẩn thận nhá, lại bỏ không biết lái thì chết dở đấy. Rồi ôi, rồi trời. Đấy, nam tài xế nhà em vẫn còn phải chỉnh ghế điện. Đấy, phát biểu cảm tưởng khi ngồi lái con xe này. Đi tuyệt vời lắm bạn ơi. Rồi, chắc chắn, ok. Chắc chắn là ga khỏe rồi đấy. Ui giời, quạt lên cái là biết ngay. Đấy, hệ thống điều khiển sinh 2 này các bác ạ. Xe chắc chắn luôn á, con này sinh 2 không phải sinh 3 nhá. Nhắc đi nhắc ngại không nhiều bác lại bảo chứ ô, tưởng sinh 3, không, đây là sinh 2 thôi. Vâng, đấy. Xe lái thì tuy là dài dán dài vậy đấy, nhưng mà lái thì vô cùng tiện lợi và dễ dàng luôn. Bây giờ là đánh thẳng vào cái khu bán tải nhá. Đi đường giữa, đi đường giữa. Đi đường giữa, ui giời, đường nào cũng được. Đấy, vâng, lái bên tải nhà em lái hung lắm. Mình mà không chỉ đạo cẩn thận là ông này ông ấy cho mình đi chỗ khác này. Đấy, rồi xời, quá là tiện lợi xịn sò luôn. Bên nhà em xe thì nó ngập trời công nghệ và ngập trời xe luôn đấy các bác ạ. Cứ đâm vào trong này đi, xong rồi lại lùi. Ui trời 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 trời. Đấy, lái rất là linh hoạt luôn, với những cái chỗ chật hẹp như thế này. Nhưng mà khả năng lái rất là tốt. Rồi, rẽ phải, đừng rẽ trái. Đấy, đuôi. Rồi, cứ lái ra đi. Từ từ đã, tôi phi ra ngoài đã. Ui giời ơi, ngồi cái xe ông này lái mà em cảm thấy say xe luôn các bác ạ. Rồi ôi, đấy, xe chất hàng xịn nó phải như thế này. Hàng ngon như thế này kiếm đâu ra bây giờ các bác. Mời anh lùi vào khu đằng sau này xem cái khả năng linh hoạt của xe xem như thế nào. Đấy, máy êm gầm bệ chắc chắn nhá. Đấy, quá là ngon cho một chiếc xe xịn sò. 2015 Ford Wildtrak bản 3.2 máy dầu. Đấy, đến bây giờ còn không biết là bật tắt gương kính cục xòe thế nào thì các bác bảo tay lái có lon hay không. Nói đùa nhá, ông này tay lái kỳ cựu cực kỳ luôn.
chuyên chạy những con xe tải, nhưng mà bây giờ để chuyển sang xe con đâm ra nó lại hơi bị gọi là chưa đủ năng lực một chút. Đấy các bác à, đấy các bác nhìn nhá. Đấy, tay lái xe tải nhìn cái biết ngay. Đấy, ga mạnh lên xe hai cầu mà lại phải lo lắng cái gì. Đấy, vâng. À, em muốn để đây là vì sao? Vì thưa các bác, bên nhà em vẫn còn rất nhiều xe nhá, về liên tục luôn nha các bác. Những cái mẫu xe bán tải đang ngập trời tại Vũng Diêu thôi. Đây, cái loại này này, chỉ có 240 này. Còn cái loại này này, 220 này. Cái loại này này, đấy, 389 này. Đây này, 445 này, 448 này. Rồi ôi, rất nhiều xe. Còn ba con kia thì cọc rồi. À, còn xe này nữa, mới về, tí em review luôn. Con này là BT50218, đăng ký 29, giá 515 triệu đồng. Biển 34C23844 nha các bác nha. Vâng, rất nhiều xe đang có mặt tại Vũng Diêu thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe hoành tráng như con xe này. Xin chào. À nhớ đừng quên ấn nút like cho em một cái. Vũng Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.